Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Quy. Tiếp tục hôm nay thì có sưu tập về một số tác phẩm để giao lưu và báo giá cho bà con mình trên mọi miền tổ quốc nha. Thì chỗ của em là ở khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Ở đường thì em trong vườn nha bà con. Bà con của mình có thể xe ô tô vô tới ẩn nơi được nha. Ở mọi chi tiết thì bà con mình qua liên hệ qua số điện thoại, bên em sẽ hướng dẫn thêm cho bà con của mình nữa nha. Thì đầu tiên hôm nay mã số 1 bếp. Đó, một cái tủ ngoài đồ rất là đẹp nha, tủ màu nha bà con. Đó. Tủ bày đồ phong cách Louis nha, cái này hàng tủ này tủ cũ nha, đó, khoảng 40-50 năm, cái này cũng có qua thời gian 5 tháng nha, đó, cho nên thì gỗ nó cũng đã theo thời gian, em chưa có mà đánh lại, chưa có làm vệ sinh lại nha bà con, đó, bà con của mình xem nha, ốc thì hoàn chăm theo thời gian luôn, cây này thì nó khá là nặng, nó có hai khớp nha, đó, nó hai khớp các bọc nha, đây, chiều cao của cái tủ này thì em đo lên tới đỉnh mão luôn, đó là 2m25, đó, 2m25 là tới đỉnh mão nha, đây. Và tổng cái chiều dài, đó, cái chiều ngang nha, chiều ngang mặt phía sau lưng là phủ bì luôn là 1m8, 180 nha bà con. Còn cái chiều sâu ra của tủ thì em hạo khoảng là 43, đó. Hàng thì em bao làm tích tiền lạc nha, gỗ là gỗ rõ theo thời gian, cây này chưa có lau chùi bụi bặm đâu nha bà con. Đó, bà con mình xem nha, gỗ khô ráo chạm đục phong cách Louis, đó, mặt gỗ phía sau, phía trong đây, dáng của nó đây nha, đó. Đó, từng ngăn mình có thể về mình trưng đồ bày đồ thì rất là tiện. Ở bên dưới là bên trong cái này nói chung là khá là lâu rồi, người ta không có xài luôn. Đó, cho nên thì nó còn đóng bụi rất là nhiều, chưa có vệ sinh luôn á. Đây, cửa mặt cánh bên trong đây mở cho bà con của mình xem cho rõ nha. Đó, cho bà con của mình có thể dễ dàng mình xem hơn. Này là một cái chốt của nó. Đây. Đó, rất là đẹp nha. Đố này thì nó cũng rất là dày. Đố này thì độ dày là 3,5 cm. Đó, hàng thì bà con của mình xem lành tích nha. Đó, còn đóng bụi bặm thôi. Bên dưới là cẳng tích cũng rất là đẹp luôn đó bà con mình xem, cẳng và chạm tích nha bà con. Đó, từ những cái hộc tủ và cánh cửa nha, hộc tủ cánh cửa ngăn cửa kéo nè, ổ khóa vẫn còn xài nguyên zin nha. Đó, vẫn còn xài được bình thường hết toàn bộ. Đó, chỉ có điều là chưa có vệ sinh lau chùi bụi bặm lại thôi. Cây này khi đi em sẽ lau chùi, đó, làm bóng cho bà con của mình. Đó, cho bà con mình hay đến nơi là bà con mình có thể xài được luôn nha. Mọi chi tiết bà con mình liên hệ qua số điện thoại, em sẽ chụp hình gửi cho bà con mình xem thêm, tư vấn thêm nha. Hàng này nói chung làm tích nha bà con. Cây tủ này thì em giao lưu cho bà con mình giá là 39 triệu nha, 39 triệu đồng. Đó, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, và bao kiểm tra hàng luôn nha. Rồi đến với mã số 2. Mã số 2 này thì em có là một cây bạc phấn nè, bằng trang điểm cho bà con, đó, bằng trang điểm nha. Cây này thì cũng là gỗ gõ, ốc thì vàng chanh, đó, có cái đôn luôn nha. Cây này nói chung bà con mình sưu tầm về mình tặng làm quà cáp cho những người thích làm đẹp á, nói chung họ rất là đam mê vì cây này nó lộng thanh đồng thủ rất là đẹp. Ở trên là những cái đốm hoa hồng nha. Chiều cao tổng của tủ này lên tới là 1m56, 1m59 nha, đó, 1m59. Tổng cái chiều dài của tủ là 1m2. Chiều sâu của cái bàn, mặt bàn này ra là 42 nha. Đó, bà con mình xem chạm ở trên nè. Đó, những đồng hoa hồng ở xung quanh là cẳng dây leo tơ tóc. Đó, và bên dưới cũng vậy. Đó, hai bên là bốn cái ngăn cửa kéo mình có thể để nữ trang mỹ phẩm nha. Cẳng dài xuống bên đây bà con mình xem nè, rất là đẹp nha. Đó, lành tích liền lạc nha. Hai bên là hai cái hộc tủ mình để mỹ phẩm nè. Trên mặt bàn cũng được cẳng luôn nha. Đó, cẳng đường chỉ viền khá là đẹp. Đó. Cái này nói chung là liền lạc lành tích nha bà con, không hề lỗi lầm, sạch sẽ nha. Cái này về là em vệ sinh lại cho bà con mình, về là mình xài sử dụng thôi, không cần làm gì thêm nha. Ở ngăn kéo hộc tủ nè, hai bên là hai ngăn kéo, ở và một cái ổ hộc tủ bên dưới. Đó. Và đặc biệt ốc thì người ta cẳng nè, nó cẳng dìm chạy dìm thì rất là đẹp nha. Còn đôn có chiều cao em đo luôn là 39, đường kính mặt đôn vuông này là 31 nha. Cái này thì đóng còn bụi bặm thôi, em chưa có lau chùi thôi. Đó, lau chùi sạch sẽ lên, ốc sáng lên, nhìn rất là đẹp. Đó, bàn phấn trang điểm nha. Đó, một cái bàn phấn trang điểm. Đó, mình sưu tầm mình những ông quý bà mình tặng về, tặng cho những quý bà rất là thích nha. Cái này thì em giao lưu cho bà con mình giá là 26 triệu. Đó, 26 triệu đồng nha, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, bà con mình xem rất là đẹp, hàng em bao chuẩn lành tích tiền lạc nha. Đến cái mã số 3 thì có một cặp bình gốm sứ. Đây, một cặp bình gốm được khỏe tích cá chép dưới hồ Hoa Sen, hai con cá chép rất là to. Đó, bình cao to lớn nha, một cặp này nặng trên 120 kg. Đó, nó mở khoảng từ 130 nha,
mà em hữu bị cho bà con của mình là trên 120 đi nha. Đó, bà con mình xem hàng chuẩn vẽ tay 100%, gốm Bát Tràng tuổi đời từ 20 năm nha. Đây, với tổng cái chiều cao của cái bình này thì em đo là 1m75 cả đế. Nếu mà em đo đây, nếu mà em đo bình không là khoảng 1m6 luôn nha. Đó, bình không là tới 1m6. Đường kính miệng bình này thì nó lên tới là 44 nha. Đường kính miệng bình 44. Còn hoành bụng là nó 61. Ở hoành cổ 61 nha. Đó, còn hoành bụng thì nó lên tới là khá là to, hoành bụng lên tới 147 luôn nha. Đó, hoành bụng là 147. Có cả chân đế luôn, chân đế là chân quỳ nha bà con. Đó. Chân đế gầy, chân quỳ. Đó, cá chép lớn và cá chép nhỏ nữa nha. Dưới hồ hoa sen nhìn rất là đẹp, một đôi cá chép nhìn rất là nổi bật nha. Đó, mình về mình đặt trên trong nhà, công viên trong nhà mình thì rất là nổi bật lên rồi. Họ hàng thì em bao lần tết không nước mẻ tóc chó nha. Cặp bình gốm sứ này thì em giao lưu có giá 15 triệu nha. Họ nói chung hàng này là hàng cũ nha bà con. Đó, cũng tầm hai ngoài năm thôi nha. Đó, chứ không phải cổ hồi xưa. Đó, còn không, chứ không phải là hàng mới bây giờ luôn, nhưng mà em bao chuẩn là hàng vẽ tay nên giá cả nó cũng tương đối nha. Đó, bà con của mình có thể tham khảo thêm qua số điện thoại giúp em. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho bà con của mình. Đó. Rồi tiếp theo đến với mã số 4. Mã số 4 thì có là một cặp bình ở một cặp ché. Đó, một cặp ché khá là đẹp luôn. Đây, ché này bà con mình xem nha. Hàng này nói chung cũng là hàng cũ thôi nha. Đó, chứ không phải hàng cổ hay hàng xưa. Và đặc biệt được vẽ cái kỹ thuật rất là cao. Đó, một cái tích tùng hạt nha bà con. Đó, và những cái hoa mai nữa nè. Đó, bà con mình xem. Cái đôi này, hàng này nói chung hàng vẽ kỹ cho nên là bà con mình xem nhìn nó rất là sắc nét. Đó, rất là hồn luôn nha. Tổng cái chiều cao này em đo như thế này là 56 nha. Hoành bụng này của nó lên tới là 104. Đó, bà con mình xem đây nha. Những đôi hoa mẫu đơn nè. Đó, hoa mai rất là đẹp. Không chê vào đâu được nha bà con. Đó, màu trắng xanh. Đây, cái này thì nó, cái này tại em mới về nó còn dính nút keo thôi. Đó. Không vấn đề gì nha. Đó, khi đi thì em cũng vệ sinh lại cho bà con của mình hết, nó cho sạch sẽ nha. Đây, con mình xem nha. Đó, hàng này hàng cũ thôi, chứ không phải hàng cổ hồi xưa. Hàng thì em bao lần tích nha, không nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Đó, chôn đế một mọc thì có hai chữ thôi. Đó, không phải hàng không phải hàng xưa hay hàng cổ nha bà con. Đó, hàng có sao em báo mình vậy nha. Nhưng mà cặp bình này rất là đáng để sưu tầm. Đó, nhìn nó sắc sỡ rất là đẹp nha. Đó, tùng hạt. Đôi này em giao lưu có giá là 5 triệu rưỡi nha, 5.500.000. Em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn nha. Và em bao chuẩn là hàng lần tích liền lạc, vẽ tay 100%. Và đến với mã tiếp theo, đó là một cặp bình ché đó nha. Đó, một cặp ché nữa. Đó, cái tích này, đây bà con mình xem đây nha. Một cái đôi chim công rất là đẹp. Đó, bình ché này thì nhỏ hơn chút xíu thôi. Chiều cao ché này là 46 à. Quanh bụng bình là 78 nha. Đó, hàng lần tích liền lạc. Đó, bà con mình xem nha, lầm tích liền lạc, không hề lỗi chỗ nào. Đây, chôn đế mà chuyển đế đi nha bà con. Đó. Đó, hàng này hàng cũ thôi nha, chứ không phải là hàng cổ ngày xưa. Đó, bà con mình xem. Đó, vẽ kỹ thuật rất là đẹp. Đó, chuẩn hàng vẽ tay 100%. Cặp này giá em giao lưu là 3.800.000 đồng nha. Lầm tích liền lạc. Chi tiết thì bà con mình cứ chụp lại màn hình hoặc gửi qua Zalo giúp em. Bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho bà con của mình xem thêm nha. Đó, rồi, mã tiếp theo này là số 6. Một cặp bình lục giác nữa nè. Đó, được vẽ cái thứ tứ quý nha. Đó, hàng này em bao chuẩn là hàng vẽ tay nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Đó, lầm tích không lỗi lầm. Chiều cao của cái bình này em đo là 50. Đường kính miệng 17 thôi. Hoành bụng này là 64. Đó, hoành bụng 64 nha, liền lạc lầm tích không hề lỗi. Đó, đây tích tứ quý khá là đẹp nha, vẽ tay 100%. Đó, chôn đế chuyện đế mọc sâu lòng luôn nha bà con. Đó, cặp này thì giá em giao lưu là 4.500.000 nha, 4.500.000 một cặp bình tứ quý nha. Đó, lực giác. Tiếp theo là mã số 7. Em có một chiếc bình to nữa nè, gốm Biên Hòa. Đó, bình này nói chung hàng cũ đó nha, hàng này tuổi đời khoảng 30-40 năm, gốm Biên Hòa nha. Đó, nắp là nắp ngay. Cái này thì nó cũng quả biến theo thời gian. Bên dưới là quả tích là sông Long Trân Châu. Đó. Chiều cao tổng á, thì em đo này nó lên tới là 62. Hoành bụng như thế này là nó 90 lắm nha. Đó, bà con của mình xem nha. Không hề bị nứt hay là mẻ tóc gió chỗ nào, không có xử lý gì hết nha. Đó. Trên nắp là một con ngay lớn.
Đây, còn bình bà con mình xem đây nha, vẽ gồng rất là đẹp, chôn đế chuyển đế đây đó. Đây chiếc bình gốm sứ Biên Hòa này có giá em giao lưu là 5.200.000 nha, 5.200.000 đồng nha. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo là số 8, em có một cái chiếc bình tàu, cái này thì có một chiếc duy nhất thôi, nó vẽ gồng nổi rất là đẹp đó bà con mình xem nha. Đó. Đây 1, 2, 3 con gồng nha. Đó. Chiều cao cái bình này thì em đo là chiều cao tổng cái bình này là nó 60, đường kính miệng phủ bì là 21 nha, và hoành bụng này của nó là 82. Nó vẽ rất là đẹp, vẽ kỹ thuật rất là đẹp nha. Nó vẽ màu bà con mình xem nè, nó một chiếc duy nhất thôi, không có mà bị lỗi lầm gì hết, không nứt mẻ, chôn đế bọc 6 chữ. Chiếc bình này giá vô lưu là 2.500.000 nha bà con. 2.500.000 nha, một cái duy nhất nha. Rồi mã số tiếp theo, số 9, em có một cặp bình nữa là gốm Biên Hòa, nó được đắp nổi đắp gồng nha. Đó, bà con mình xem đây, đắp cái tích là sông Long Trân Châu nha bà con, màu quả biến theo thời gian khá là đẹp. Đó. Bình có chiều cao đo luôn là 49, đường kính miệng 24 thôi. Cái hoành bụng này là 117. Đó, 117 nha. Đây miệng bình bà con mình xem nha, men hai da. Đó, liền lạc lành tích đây. Đó. Không hề lỗi chỗ nào. Đó. Chiếc bình này một cặp nha bà con, không hề lỗi nha, liền lạc lành tích tuổi đời từ 3 tới 40 năm thôi nha. Đôi này giá em giao lưu là 7.200.000 một đôi nha, 7.200.000 đồng. Ở bên em bao ship tận nhà. Đến với mã tiếp theo đó là mã số 10, em có một cặp đèn dầu gốm sứ nè, được bọc đồng rất là sang. Đó, hàng này là cũng là hàng gần đây nha. Đó, hàng chuẩn là hàng vẽ tay cho bà con của mình luôn, về này mình châm dầu vô là xài thôi. Đó, mình châm dầu là xài thôi nha. Tổng cái chiều cao thì em đo là 29, đó, cái hoành bụng này thế này là 41 nha. Đó, quẻ là tứ quý rất là đẹp. Đó, chôn đế đây nha. Đó, sạch sẽ lành tích liền lạc nha. Nói chung là hàng này hàng cũ chứ không phải cổ hồi xưa. Đôi này thì em giao lưu giá 1.600.000 nha bà con, 1.600.000 đồng. Tiếp theo mã số 11, đây em có là bộ tam không. Đó, đây tam không nha. Đó, bà con mình xem đây, rất là đẹp, gốm sứ Biên Hòa bách hoa. Đó, ba chú khỉ nha bà con. Đó, đây là không nghe không thấy. Đó, không nghe không thấy nha. Đó, không nói. Đó, rất là đẹp nha bà con. Ngày hàng sưu tầm này rất ý nghĩa nha. Với tổng cái chiều cao mỗi tượng em đo là 26, cái hoành đế thì khoảng là 40. Đó, không nghe không thấy không nhìn. Đó, cho tâm thanh tịnh để mình bình an nha. Đó, hàng gốm có Biên Hòa hàng cũ thôi, cái này cũng vài chục năm trở lại thôi nha. Đó, chôn đế lành tích liền lạc hết, men khá là xưa. Bộ tam không này em giao lưu bà con mình là 3.200.000 nha, 3.200.000. Đó, bao ship và bao kiểm tra, hàng đến nhà lành lặn nguyên vẹn bà con mình nhận giúp em. Đến với mã số là 12, em có một cái đĩa chanh gốm tàu nha, vẽ tay 100%, tích này là cái tích tam quốc nha bà con. Đó, đường kính đĩa này là 43, chiều cao của đĩa là khoảng 6 phân nha, rất là dày và nặng. Đó, bà con mình xem đây nha, đặc biệt đó, mặt chôn đế sau lưng nè, 6 chữ xung quanh cũng được vẽ hoa văn. Đó, không hề nứt mẻ tóc gió nha. Đĩa này có giá em giao lưu 1.800.000 nha, tích này là tích tam quốc nha bà con. Đó, tam quốc. Tiếp theo đến với mã số 13, em có một cặp đôn. Đó, đôn này là đôn ba đồng dâu nha, đôn rất là lớn, mặt vào mặt đồng tiền. Đó, và kết hợp với 5 con dơi tượng trưng cho ngũ quốc nha, cũng mang cái chất là phong thủy cho cặp đôn dâu này. Đó, bà con mình xem hàng lần thích liền lạc gốm Biên Hòa luôn nha. Chiều cao của cái đôn này thì em đo lên tới 49, đường kính miệng đôn 39 nha. Đây, và cái hoành này, hoành đế là 113. Đó, làm tích liền lạc không hề lỗi nha, làm tích nha bà con. Đó, hàng này thì tuổi đời trên mười mấy năm thôi, mười mấy hai chục năm đổ về đây thôi nha. Đó, đây rất là dày và nặng nha. Đó, bà con mình xem chôn đế giúp em. Cặp này giá em giao lưu là 4.200.000 nha, 4.200.000. Đó, ship tận nhà, kiểm tra hàng nguyên vẹn bà con mình nhận, để dở cứ hoàng về. Đến với mã tiếp theo 14F, em có một cái hũ đựng chè nè. Đó, gỗ gõ ốc thì ốc vàng chanh, ốc này theo thời gian ngã ba chầu rồi nha bà con. Đó, tích là trúc lâm thất thiền. Chiều cao em đo 20, hoành đế này là 47 nha, gỗ là gỗ gõ nha, cũng khá là dày, mặt này dày cả 2 phân 2 phân rưỡi. Chiếc hộp này giá em giao lưu là 3.200.000. Đó, 3.200.000 nha, làm tích nguyên vẹn. Tiếp theo là mã 15, em có một cái bức tranh tùng nai. Đó, tùng nai gỗ gõ ốc vàng chanh nha, bức này khá là xưa tuổi đời rồi, bây giờ cái tích này bây giờ rất là hiếm gặp nha bà con. Đó, bà con xem nha, rất là đẹp. Chiều cao của cái bức này em đo là 50, chiều ngang cái bức này là 70 nha, dày cái khung chanh là 3 phân rưỡi.
ở miếng giữa liền khối nha. Bức này nói chung tuổi đời khá là xưa. Đó, em có một bức này duy nhất em thanh lý cho bà con của mình luôn, rất là đẹp nha. Đó, ốc vàng chanh, gỗ sau lưng đây, đó, gỗ gõ nha. Đó, gia cố chắc chắn. Bức này em giao lưu 4,5 triệu cho bà con của mình thôi nha. 4,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ sơ Lê Quyên cũng xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Cuối clip thì cũng xin mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại những clip kế tiếp ạ.